Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm giới thiệu các anh em tham gia một chuyến góp nhận 1.000 tốc càng BCCL từ sàn Bankake Classic. Để tham gia giám này, mọi clip phần link mô tả như video mà tôi đã muốn start chatbot này mà. Mình sẽ ghép 1.000 tốc càng BCCL này. Và bấm bấm cho này góp. Như đầu tiên các bạn chọn chấm chat. Rồi, tiếp tục bắt đập lại. Tiếp tục bạn follow canceler nữa các bạn. Giờ bắt đầu lại. Tiếp tục thì follow về tài quyết và review bot. Tiếp theo thì các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn chung này. Các bạn like. Các bạn chỉ dẫn về tài quyết lên. Giờ bạn bắt đầu lại. Giờ bạn submit tên. Tiếp tục bạn nhập đường link blog file từ Twitter của mình nha các bạn. Copy đường link blog file từ Twitter mình làm được rồi. Rồi bạn mới đáp lại bằng cái chatbot tiếp tục này. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Mình chỉ bạn dùng địa chỉ với chocolate. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên với chocolate cũng được các bạn. Thì các bạn copy đi vị trí BNB Smart Chain này, các bạn sẽ chép lên, các bạn bắt đặt lên, các bạn gửi cho bot này. Thì tôi cũng sẽ tiết cập nhật tài khoản mình nè bạn. Tôi cần nó sẽ phân phối sau các bạn gì lên ghép sẽ một bè những cái thằng để kiếm tin tôi cần. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.